sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão vẫn thề yêu nhau đến muôn ngàn sau. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đã đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một đôi loa. Hôm nay cũng 24 Tết rồi nha quý vị, rất gần rất sát rồi. Đôi loa Vega Direct 500. Đôi loa này có thể nói là chưa từng gặp trên thị trường nha quý vị, rất hiếm rất hiếm. Đôi loa sở hữu bass 20 gân cao su, trung đơm mũi lụa và chép đơm mũi nhôm nha, cùng màu đen rất là đẹp. Loa có thiết kế rất là đẹp nha quý vị, bass đánh rất là mềm sâu nha. Direct 500 đô la này có số seri liền kề nhau nha. Máy EG Mini. Liền kề seri. Loa thành quách góc cạnh thì rất là đẹp ha. Thì loa khá hiếm trên thị trường nha vị. Đó cũng là đang ghép cùng với con Marang BM16 nha, và con đầu giải mã Audio MD125 rất là hiếm nha quý vị. Con đầu giải mã này thì hôm nay bán giá 2,7 triệu cho quý vị nha. Mặt phay nhôm rất là dày, rất là đẹp, mặt vàng chanh ha. Đó, có nhầm nhầm một số vết ở trên đây ha, nhưng mà không đáng kể. Thì một đôi loa hiếm với cái chất âm nó khá độc đáo hay như thế này thì bên em bán ra với giá 5,8 triệu nha quý vị, 5,8 triệu đồng, ba ship toàn quốc cho quý vị nha, để quý vị về chơi Tết. Con Amly Marang B16 có giá 12,500 đồng nha quý vị, rất là đẹp. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút đăng ký ngay phía dưới màn hình để đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Em xin cảm ơn.